Quý vị thân mến, thay cho lời chào ngày mới hôm nay, xin được gửi lời chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 đến tất cả những người bà, người mẹ, đến tất cả các chị em phụ nữ, những khán giả thân thương của CTV. Chuyển động ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nữ nghệ sĩ của đoàn cải lương Hương Tràm đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Hiện nay đang trong cao điểm của mùa khô, được coi là mùa nghịch đối với việc trồng rẫy. Để rau màu phát triển tốt trong thời tiết nắng nóng, khô hạn như hiện nay, người trồng phải bỏ nhiều công chăm sóc, nhưng bù lại, giá bán lại cao. Bà Trần Kim Quyên ở ấp Cơi Năm A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đã có kinh nghiệm trồng rau màu trong mùa hạn. Nếu vào mùa mưa phải đôn liếp lên cao để tránh ngập úng, thì mùa này bà phải hạ thấp luống để giữ nước được lâu. Làm sao sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả là việc mà những hộ trồng rau màu trong mùa hạn phải tính toán từ trước. Nói chung là mùa hạn nếu có điều kiện mình trồng thì nó được giá hơn mùa mưa. Mùa mưa tại vì người ta trồng đại trà rất là nhiều cho nên giá cả nó không có. Vùng này thì trước là làm đậu, bây giờ làm không được thì mùa hạn mình cũng tận dụng cái đất gần nhà có ao đó để mình trồng kiếm thêm thu nhập. Thì mình xiên thì mình bằng thì có, không có xiên thì mình khổ chứ sao giờ. Như mình xiên thì mình trồng qua màu suốt thì cũng sống được chứ không khổ. Nếu như giá bán các loại rau tại vườn vào mùa mưa chỉ từ 7 đến 10 ngàn đồng mỗi ký tùy loại, thì thời điểm này giá bán đã tăng từ 80 đến 100%. Theo dự báo, thời tiết sẽ còn nắng nóng gay gắt. Trong tháng 3 và tháng 4 sẽ ít có mưa trái mùa. Do vậy, bà con trồng màu đã chủ động sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo năng suất, chất lượng rau màu. Liên quan đến tình hình dịch tả heo châu Phi, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 11 ổ dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày. Trong đó có 9 ổ dịch phát sinh trong năm 2024 trên địa bàn các xã thị trấn, gồm Khánh Thuận, huyện U Minh, Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Khánh Bình, thị trấn Trần Văn Thời, Khánh Bình Tây, Khánh Hải, Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Trí Phải, Tân Bằng, huyện Thới Bình và 3 ổ dịch tiếp diễn từ năm 2023 sang năm 2024 trên địa bàn các xã Thới Bình, Biển Bạch Đông, Tân Phú của huyện Thới Bình. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc thi viết về người phụ nữ tôi yêu đã được Trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi tổ chức và thu hút học sinh tham gia. Với chủ đề Tôi và người phụ nữ tôi yêu, các tác phẩm dự thi viết về tình cảm cô và trò, mẹ và con, chị và em. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, nhưng cuộc thi đã để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều tập thể lớp đã thể hiện được những tác phẩm hay, ý nghĩa như một món quà tinh thần dành tặng cho những người mẹ, người cô, người chị yêu quý của mình. Quý vị thân mến, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng tôi cũng muốn quý vị và các bạn cùng gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hoa Phượng, đoàn cải lương Hương Tràm. Với những cống hiến của mình trong xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật, nghệ sĩ Hoa Phượng vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào hôm qua. Sinh năm 1982, nghệ sĩ Hoa Phượng đã có 30 năm bén duyên với bộ môn ca cổ, cải lương. Đoàn cải lương Hương Tràm chính là nơi đã chắp cánh cho nghệ sĩ Hoa Phượng thỏa sức thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật của mình. Lời ca, nét diễn của nghệ sĩ Hoa Phượng đã nhận được sự mến mộ của khán giả gần xa. Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt này là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng nghệ sĩ Hoa Phượng mà còn là niềm vui chung của đoàn cải lương Hương Tràm. Nhân dịp này thì Phượng cũng xin được gửi lời biết ơn đến lãnh đạo tỉnh cũng như là ban lãnh đạo đoàn, anh em đồng nghiệp. Trong suốt cái quá trình Hoa Phượng làm nghề thì đã quan tâm và ủng hộ động viên Hoa Phượng để Hoa Phượng làm tốt hơn, làm để có được cái thành tích như ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì Hoa Phượng cũng muốn gửi lời biết ơn đến khán giả là người cũng đã theo dõi và quan tâm và thương Hoa Phượng. Cho nên là Phượng mới có được cái động lực để mà mình phát triển trong nghề nghiệp nó tốt hơn. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đây chính là món quà quý, khích lệ tinh thần cống hiến, phục vụ công chúng của giới nghệ sĩ nói chung. Những năm gần đây, áo dài trở lại như là một phong cách thời trang được người trẻ ưa chuộng, nhất là vào dịp lễ Tết. Với chiếc áo dài, mọi phụ nữ Việt Nam đều bình đẳng trong sắc đẹp. Một lần nữa, xin được chúc tất cả chị em phụ nữ luôn vui, khỏe, đẹp và thành công. Và có ngày 8 tháng 3, thật là nhiều ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình.